Hôm nay mình tranh thủ chút thời gian review một cái mảnh vườn cà phê lá xoài, bước vào thu bói năm đầu tiên. Họ làm với cái phương pháp đa thân không hãm ngọn. Trái rất là nhiều luôn. Rất là đẹp. Họ làm với cái phương pháp đa thân không hãm ngọn. Đấy, trước ống kính đây thì các bạn thấy nè. Cái riêng cái giống cà phê lá xoài thì mình cũng đăng rất nhiều clip và cũng nói rất nhiều về cái giống cà phê này rồi. Riêng bà con mình thì cũng rất nhiều bạn đã từng làm cái giống cà phê này. Thì nhìn qua là các bạn cũng đã biết cái giống này là giống cà phê lá xoài rồi. Riêng cái giống cà phê lá xoài thì các bạn biết rồi. Cành cách nhiều lắm. Nhưng mà nếu làm với cái phương pháp đa thân không hãm ngọn thì nó lại không có cành cách. Mình đưa các bạn đến tham quan cái đầu tiên là để cho các bạn là cũng có một số bạn là chưa bao giờ biết cái giống cà phê này, có thể là chưa từng biết mà cũng chưa từng thấy luôn. Để các bạn chọn cho mình một cái giống tốt. Cái thứ hai nữa là mình review cái clip này á, là mình muốn nói về cái giống cà phê này và cái cách làm để chúng ta làm với cái phương pháp nào để giảm chi phí mà mang lại cái hiệu quả cao nữa, giảm cái tối đa về cái chi phí về cái khâu chăm sóc. Chẳng hạn như cái giống cà phê này mà cấp thì nó rất là nhiều. Đó. Nhưng nếu các bạn làm với cái phương pháp mà đa thân không hãm ngọn thì nó lại không có cấp. Đó, đó là một cái ưu điểm của cái cách làm. Nếu vườn cà phê các bạn mà với có cái diện tích khá là lớn, các bạn trồng có thể 5-7 ngàn cây mà các bạn trồng một cái loại giống cà phê lá xoài thì riêng cái giống cà phê này cấp rất nhiều. Mà nếu các bạn canh tác với làm với cái cách làm mà hãm ngọn thì các bạn sẽ tốn rất nhiều cái khâu chăm sóc, như chăm sóc là một phần thôi mà cái công mà các bạn đi vặt cành vặt chồi á, các bạn tốn rất nhiều trong cái khâu mà các bạn đi vặt cành vặt chồi. Mà cái nhược điểm của cái cách làm mà thảm ngọn, riêng những cái giống cà phê cành cấp nhiều nói chung và nói riêng là cái giống cà phê lá xoài thì các bạn làm với cái phương pháp thảm ngọn là các bạn tốn rất nhiều cái công vặt cành vặt chồi. Mà cái nhược điểm của các bạn làm với cái phương pháp này là các bạn làm phương pháp thảm ngọn thì cái chùm quả không bao giờ có chùm quả to. Nói thật với các bạn là không bao giờ các bạn có được cái chùm quả như này. Bởi vì nó đã cành cấp nhiều mà các bạn không đủ công để vặt hết những cái cành cấp từ đầu. Là cái khi cây cà phê ra hoa thì nói chung là bị thiếu ánh sáng. Cây cà phê các bạn bị thiếu ánh sáng, mà đã bị thiếu ánh sáng á thì cái chùm quả không bao giờ có cái chùm quả như này. Không bao giờ có cái chùm quả to như này. Đó. Cho nên là mình review cái giống một phần thôi, rồi mình chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như cái cách làm chúng ta làm cái riêng cái cây cà phê lá xoài mà làm với cái phương pháp mà hãm ngọn, với cái phương pháp đa thân không hãm ngọn là cái phương pháp nào là bà con mình giảm cái chi phí này, giảm cái nhân công này mà các bạn lại có cái nguồn thu nhập tốt nữa. Thì riêng mình nhắc lại các bạn là riêng cái giống cà phê lá xoài mà các bạn làm với cái diện tích khá lớn thì các bạn nên làm với cái phương pháp là đa thân không hãm ngọn để các bạn giảm rất nhiều cái công mà chúng ta vặt cành vặt chồi này.
trái cải nào cũng như cây nào. Bạn thấy đẹp chưa? Đẹp lắm. Còn bây giờ mình xin phép các bạn là mình kết thúc video tại đây nhé. Còn mình review ở đây với cái tiêu chí là cho các bạn xem, giới thiệu đến các bạn là cái giống cà phê lá xoài. Thật sự bà con mình có nên trồng giống này hay không, nó có đạt hay không, thì mình nói thật các bạn là rất là đạt. Còn cái thứ hai với cái mục đích là mình chia sẻ cái kinh nghiệm và cái cách làm đến các bạn. Bởi vì cái giống cà phê này cấp rất nhiều, cho nên các bạn canh tác cái giống cà phê này và làm với cái diện tích khá lớn thì các bạn nên làm với cái phương pháp đa thân không hãm ngọn, để chúng ta giảm tối đa về cái khâu vặt cành vặt chồi đấy. Còn bây giờ mình xin phép các bạn, mình xin nói lời chào tạm biệt và kết thúc video tại đây nhé. Nếu bạn nào mà chưa rành mạch trong cái khâu chăm sóc cây cà phê này, thì riêng cái giống cà phê lá xoài thì các bạn phải làm y giống như mình nói đấy, để các bạn có một cái mùa màng bội thu và chúng ta giảm tối đa trong cái khâu chăm sóc cũng như cái khâu vặt cành vặt chồi nhé. Còn bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau và mới nhất của mình nhé.